Thưa quý vị, Bộ Tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 quy định, xã đạt chuẩn nông thôn mới phải có tổ khuyến nông cộng đồng hoạt động hiệu quả. Trước tình hình đó, nhằm kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của công tác khuyến nông các cấp, ngày 25 tháng 3 năm 2022, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã ban hành quyết định phê duyệt đề án nâng cao hiệu quả hoạt động công tác khuyến nông trên cơ sở kiện toàn mô hình tổ khuyến nông cộng đồng. Mục tiêu đề án là xây dựng các tổ khuyến nông cộng đồng đáp ứng yêu cầu vùng nguyên liệu đạt chuẩn ở 13 tỉnh thành phố trên cả nước, phát triển nhân rộng. Đây là một trong những bước đi nhằm nâng cao năng lực cho hoạt động khuyến nông, hỗ trợ đắc lực cho hoạt động của các hợp tác xã nông nghiệp chuyển giao công nghệ khuyến nông. Và sau hơn một năm thực hiện quy định xã đạt chuẩn nông thôn mới phải có tổ khuyến nông cộng đồng hoạt động hiệu quả, ngày 21 tháng 10, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia cùng Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hải Phòng tổ chức tọa đàm giải pháp tổ chức và hoạt động tổ khuyến nông cộng đồng có hiệu quả. Tại buổi tọa đàm, các địa phương đã tập trung trao đổi kinh nghiệm. Các chuyên gia, nhà quản lý, nhà khoa học đã tập trung thảo luận, đề xuất các giải pháp khả thi để tổ khuyến nông cộng đồng hoạt động có hiệu quả và bền vững. Các tổ khuyến nông cộng đồng các tỉnh, thành phố chia sẻ kinh nghiệm tham gia dự án giai đoạn 1. Các đại biểu đã thảo luận và đưa ra giải pháp sớm ban hành cơ chế chính sách cho tổ khuyến nông cộng đồng hoạt động hiệu quả, góp phần đẩy nhanh tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới phù hợp với tiến trình công nghiệp hóa và đô thị hóa. Cơ chế chính sách để mà hỗ trợ cho cái hoạt động của tổ khuyến nông cộng đồng chưa có. Anh em hầu hết là kiêm nhiệm, nên là tới đây thì để mà các cái tổ khuyến nông cộng đồng hoạt động tốt thì cũng cần phải có những cái cơ chế chính sách, có những cái định hướng của trung ương. Ví dụ như là cái việc thành lập đấy thì cũng nên đưa ra một số các cái đánh giá là cái tổ khuyến nông cộng đồng này thì thẩm quyền thì là của cơ quan nào, nó là tổ chức xã hội hay là một cái tổ chức gọi là mang tính chất là nghề nghiệp. Đề án về khuyến nông cộng đồng mặc dù mới thí điểm triển khai, nhưng Trung tâm Khuyến nông Hải Phòng đã mạnh dạn, tiên phong đi đầu trong thành lập các tổ khuyến nông cộng đồng trên địa bàn, mang lại khí thế mới và hiệu quả rõ rệt. Đến nay, thành phố Hải Phòng đã thành lập 138 tổ khuyến nông cộng đồng với 1.172 thành viên tham gia. Sau hơn một năm thành lập, tổ khuyến nông cộng đồng các xã hoạt động có hiệu quả. Đặc biệt, công tác tham gia chỉ đạo sản xuất, phòng chống dịch bệnh tại cơ sở, hỗ trợ thành lập hợp tác xã sản xuất an toàn vệ sinh thực phẩm gắn với truy xuất nguồn gốc thực phẩm. Với Hải Phòng thì hiện nay đã thành lập được 138 tổ khuyến nông cộng đồng. Khuyến nông viên sẽ xây dựng các cái quy trình công việc, tập trung vào các cái khâu là tham mưu cho lãnh đạo địa phương trong cái việc là phòng trừ sâu bệnh, rồi tập huấn kỹ thuật, rồi tư vấn thành lập các hợp tác xã, tư vấn thành lập các cái xây dựng các cái quy trình sản xuất, rồi các cái phương án sản xuất, rồi chuyển giao các cái tiến bộ kỹ thuật thông qua là tập hợp các cái nhóm liên kết, thế rồi cùng với lại các cái thành viên của hợp tác xã làm sao mà xây dựng các cái mô hình trình diễn kỹ thuật, để tổ chức thăm đồng, thế rồi đánh giá năng suất, rồi rất nhiều các cái hoạt động mà liên quan đến cái hoạt động chung của địa phương. Nhờ sự góp sức của những người làm công tác khuyến nông, nhiều mô hình nông nghiệp tiêu biểu có liên kết bao tiêu sản phẩm đã được xây dựng tại Hải Phòng. Điều này đóng góp vai trò quan trọng trong việc thay đổi cách thức phát triển nền nông nghiệp theo hướng có kế hoạch, gắn với nhu cầu thị trường, góp phần hình thành những vùng nguyên liệu ổn định, quy mô sản lượng cao, chất lượng sản phẩm đồng đều. Thưa quý vị, ngành mía đường Việt Nam đã trải qua giai đoạn khó khăn trong nhiều năm liền. Từ tháng 2 năm 2011 đến tháng 8 năm 2019, giá đường giảm hơn 60%. Diện tích vùng nguyên liệu liên tục bị thu hẹp, sản lượng đường sản xuất trong nước suy giảm dưới tác động chung của giá đường thế giới và chịu tác động trực tiếp từ đường giá rẻ nhập lậu qua biên giới. Tuy nhiên, niên vụ mía 2022-2023 đã kết thúc với diện tích trồng, sản lượng mía được ép và sản lượng đường đều tăng so với hai niên vụ trước. Điều đó cho thấy ngành mía đường Việt Nam đang có dấu hiệu hồi phục sau một thời gian dài ảm đạm. Qua báo cáo của các nhà máy đường còn hoạt động cho thấy, tổng diện tích trồng mía niên vụ 2022-2023 là 141.906 ha, tăng 17.151 ha so với vụ trước, năng suất bình quân đạt 69,3 tấn trên 1 ha. Trong tháng 6 năm 2023, ngành đường nước ta đã hoàn thành vụ ép mía 2022-2023,
sản lượng lũy kế từ đầu vụ ép được 9.714.224 tấn, sản xuất được 941.373 tấn đường các loại. So sánh với cùng kỳ vụ ép mía năm 2021-2022, sản lượng ép mía đạt 129% và sản lượng đường đạt 126%. Và so sánh cùng kỳ vụ ép mía năm 2020-2021, sản lượng mía ép đạt 144% và sản lượng đường đạt 136%. Sự tăng trưởng trong hai vụ liên tiếp cho thấy ngành mía đường Việt Nam đang có sự phục hồi đáng kể. Không những vậy, trong vụ ép 2022-2023, ngành đường đã thực hiện tốt mục tiêu kép là nâng giá thu mua mía đến mức tương đương với các nước trong khu vực, trong khi vẫn giữ giá đường ở mức thấp nhất. Theo báo cáo của các nhà máy đường dự kiến còn hoạt động, kế hoạch sản xuất niên vụ 2023-2024 sẽ có sự tăng trưởng so với niên vụ trước. Trong đó, diện tích mía thu hoạch là 159,159 ha, tăng 112%. Sản lượng mía chế biến là 10.560.399 tấn, tăng 109%. Và sản lượng đường đạt hơn 1 triệu tấn, tăng 110%. Một thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, thống kê toàn tỉnh Lâm Đồng đang có khoảng 19.700 ha sầu riêng, trong đó hơn 10.800 ha thu hoạch. Sản lượng năm 2023 đạt 113.000 tấn. Dự kiến đến năm 2027, toàn tỉnh Lâm Đồng sẽ có khoảng 19.000 ha sầu riêng. Đến thời kỳ kinh doanh, sản lượng dự kiến gấp đôi so với hiện nay. Mở rộng diện tích sầu riêng hiện là hướng canh tác được nhiều nông hộ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng ưu tiên. Đó cũng chính là nguyên nhân làm cho diện tích sầu riêng ở Lâm Đồng hiện tăng hơn 6.000 ha so với năm 2021. Điều này đặt ra thách thức lớn và không thể chủ quan về thị trường đầu ra loại trái cây đặc sản này. Nó cũng đòi hỏi địa phương cần có chiến lược lâu dài, phát triển bền vững với loại quả được coi là trái cây vua này. Thay vì trồng sen sầu riêng trong vườn cà phê rộng khoảng 1 ha, những năm gần đây, gia đình anh Hiếu đã từng bước chuyển sang trồng sầu riêng thuần. Do đây là loại cây ăn trái dài ngày, thời gian thu trái có thể lên đến hàng chục năm và cho lợi nhuận đứng đầu các loại quả, nên anh Hiếu quyết định đầu tư hệ thống bếp tưới và phun thuốc bảo vệ thực vật tự động. Nhờ vậy, việc áp dụng theo quy trình hữu cơ cũng được thuận tiện hơn, công lao động giảm đến hơn 90%. Cây sầu riêng được chăm sóc, bảo đảm phát triển tốt, vượt qua những tác động bất lợi của thời tiết, chất lượng vượt trội. Nhờ vậy, vụ sản xuất năm nay, tuy chỉ mới là năm thứ hai, chính thức bước vào giai đoạn kinh doanh, nhưng năng suất sầu đã đạt trên 20 tấn một hecta. Trong theo hướng hữu cơ là để, bởi vì cây sầu riêng là cây ăn lâu năm, nên theo hướng hữu cơ để bền vững. Mình được ăn được nhiều năm, mà năng suất, chất lượng nó cao hơn. Với việc tăng nhanh về diện tích sản lượng sầu riêng, nếu không có giải pháp quản lý, định hướng phát triển phù hợp, thì nông dân trồng sầu riêng rất có thể gặp khó khăn về thị trường tiêu thụ một khi thị trường Trung Quốc phát sinh vấn đề. Trước thực tế đó, ngành nông nghiệp tỉnh Lâm Đồng khuyến cáo nông dân không tự phát mở rộng diện tích trồng sầu riêng tại các vùng có điều kiện canh tác không phù hợp, không tự phát chặt phá các loại cây trồng khác để chuyển sang trồng mới sầu riêng, không tự phát chuyển đổi vườn cây công nghiệp trồng sen sầu riêng có hiệu quả sang trồng thuần cây sầu riêng. Huyện là của xã thì nên là khuyến cáo bà con là không nên phá diện tích mình đang hiện có như là cây mắc ca, cây bơ, là cây cà phê để phá hết để trồng sầu riêng. Cho nên là ở xã chúng tôi cũng tuyên truyền vận động bà con không nên phá ào ào và nên cái chủ động về cái diện tích đó. Thứ nhất ấy, là diện tích đang là mình trồng sen thôi, không nên phá trắng để trồng là gọi là trồng sen canh, không nên là thâm canh. Mặt khác, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn yêu cầu các đơn vị chức năng quản lý diện tích được cấp mã số vùng trồng theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn. Cùng với đó, yêu cầu người dân tuyệt đối không nên sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật ngoài danh mục, cần theo dõi, kiểm soát chặt chẽ các đối tượng dịch hại. Nông dân cần ghi chép nhật ký nông vụ để có kế hoạch chăm sóc và dự kiến thời gian thu hoạch, kiểm tra thu hái sầu riêng đảm bảo độ chín, tuyệt đối không thu hoạch quả non, tăng cường và ổn định các liên kết tiêu thụ để có đầu ra ổn định. Chúng tôi đã tham mưu cho Sở Nông nghiệp có những cái chỉ đạo hướng dẫn cụ thể tới các địa phương, và chúng tôi đã có những khuyến cáo rõ là đối với cái sầu riêng này thì khuyến cáo người dân là không nên nóng vội chặt bỏ thay thế các diện tích sầu riêng, các diện tích cây trồng khác để chuyển sầu riêng, đặc biệt là đối với những cái diện tích mà đang trồng sen sầu riêng, mà cây công nghiệp mà trồng sen sầu riêng rất hiệu quả hiện nay,
thì cũng không nên là chặt phá thay đổi cái để thay chuyển sầu riêng một cách nóng vội như vậy. Hiện nay, sầu riêng đã được xuất chính ngạch sang Trung Quốc, một trong những thị trường tiêu thụ nông sản lớn của Việt Nam. Tuy nhiên, nếu vẫn tiếp tục tăng trưởng nóng mà vấn đề đầu ra không được coi trọng, song hành, thì nông dân vẫn có thể gặp rủi ro như đã từng xảy ra với một số nông sản khác. Vì thế, bên cạnh việc nâng cao chất lượng nông sản, quy mô sản xuất phải phù hợp với định hướng của ngành chức năng nhằm thuận tiện cho việc liên kết tạo đầu ra ổn định.